cái cây dầm rồi dưới đá bào. 10 năm kinh nghiệm mà mày học có 2 món rồi hả? Trời ơi, trời. Rồi bây giờ đưa order 2 món đi. Để em order đi. Nhưng mà em ơi, phải làm con nó trời. Chuyên tâm. Trời, kiểu gì đang phỏng vấn idol à. Idol của em được anh rồi. Của anh và Phải TV nè. Em cũng học à. Em cũng học tạm rồi. Hai đứa này có bóp phép. Đây là bạn Hồng Hòa. Đúng không? Đúng rồi anh. Em có luôn đâu anh, em đang rất là bình tĩnh luôn á. Em mới ăn luôn á. Ai có khi nào ăn cái cây thịt không anh? Dễ vậy thôi, ngày cơm ba bữa mà lo gì. Nói chứ là bữa nay em cũng rất là vui để có việc gặp mấy đứa, rồi xong rồi được mấy đứa tặng tay làm cho ăn nè. Dạ. Mà không biết là có ngon hay không, tôi nghe nói là ngon dữ lắm. Thì toàn cảnh băng điện tại quán của anh Ba Phải TV các bạn. Thì bữa nay là anh khai trương. Hôm nay cũng có mưa lắc rắc vài hộp, nhưng mà thấy không gian cảnh rất là đẹp luôn. Đó, có trang trí để cho đồ chơi cho trẻ em luôn quý vị. Đó, thì khách thì ngồi trong quán đó nha. Đây là mới sụp tối thôi. Đó, đây cũng có quán này có trẻ em chơi. Đó. Cũng ở đây thì thiết kế rất là thoải mái, thoáng mát luôn. Thì thường thường khách tới thì có các em bé chơi thì tới đây mình không có lo, tại vì có hàng rào với có thiết kế cho em bé chơi luôn nè. Thấy không? Đó, các bạn đang đây là thiết kế anh phải thiết kế một cái phòng cái chỗ mà để cho các idol idol của trong tem của anh Ba Phải á. Đó, kiểu gì đang phỏng vấn đó. Đó, ở trên đây thì có một cái bắn pháo bông, cái cây này dài như là hồi chiều anh Phải nói là tầm 16 mét đấy. Đó, rất là đẹp luôn. Thiết kế cho là mấy bé luôn, không gian rất là thoải mái và trống. À, đều là order, nãy giờ order cái gì vậy? Rồi cái dĩa này nó đặc biệt đó hả? À, thấy ngon xịn sò nha. Từ từ người ta cảm nhận từ từ chứ mà ăn cái gì vậy? Ăn ngon quá. Gì là gì là thật rẻ phải không? Dạ. Ờ, ở ngoài dễ thương nghe không? Hello mọi người. Hello. Hello mọi người. Đó, trong đêm của anh Ba Phải rất là dễ thương luôn các bạn. Quá dễ thương luôn. Như là chưa có ở ngoài đây thì thiết kế cái cây này cây pháo bông á, bắn pháo bông hoài luôn. Rất là đẹp nè. Đây có anh hai. Có anh hai nữa kìa. Không gian rất là thoải mái. Đặc biệt. Đây có anh đây. Ừ. Ủa xoài cái với nhau chứ không? Nãy bạn chia chưa nữa. Ừ. Thôi lấy cho cái đá bào. Cho cái đá bào đi. Cái này chấm 15 điểm nha. 20 điểm thì đi ăn cho chẳng. Tôi ăn mà không đồ thì chấm điểm rồi sao? Ủa trời. Mấy đứa 15 điểm hết. Có cái muỗng mà hấp nước không mấy đứa? Mềm rất là dễ thương luôn. Có phúc anh. Ok. Trời ơi, một mình ăn mà được mấy đứa gọi là làm, tặng tay làm thì phải nói là rất là may mắn bạn. Ý chân là mình cũng cố dữ lắm. Ngoài không gian thì rất là thoáng mát luôn. Đó, quý vị có thể đến cái nơi đây ở thành phố Bến Tre thì có thể ghé qua thử vô cái quán của anh Ba Phải TV, cũng sẽ có những cái món mà những cái nơi khác không thể có luôn các bạn.
sữa gạo nè, cái gì cũng làm bằng những cái chất tự nhiên, rất là ngon luôn, chính nhà của anh chồng luôn. Lúa là gọi là lúa mùa nha các bạn, lúa không sử dụng phân thuốc nha, mà ảnh pha chế thành sữa. Đó, đây thì đó, pháo bông được ha, rất đẹp. Ok, các bạn nhớ ủng hộ nha. Đây có rất là nhiều fan cũng đến đây. Mấy đứa rất là dễ thương các bạn, ở ngoài rất dễ thương. Thì chịu cái chịu. Đây tụi nó làm gì vậy? Đến rất là đông. Nói chung là trông chờ cho các bạn này giờ chịu cái gì đang order. Những ai đồ đang pha chế để coi thử thức coi chút xíu mình hỏi thôi. Ngon hay không nha. Trời ơi, một mình nó quất tới ba dĩa luôn kìa. Mình thấy hết luôn các bạn. Đó bạn ơi. Bạc Hà đúng không? Bữa nay được các idol cái kìa. Dứa hả? Trời. À, rất là ngon nha. Ai làm đó. Nó xịn sò dữ à. Bỏ gì trong đây mình nói nhỏ mày. Anh thử vậy còn lại luôn. Ok luôn. Có việc mày phải canh hủ mình thử chứ đúng không? Hồi nãy anh thấy có cái đứa nào giữ cái miếng giấy không? Là một hai chặt. Nãy anh thấy có cái miếng giấy nào rồi ta? Mình phải xin chữ ký từng đứa mới được. Nói chung là không gian quán rất là rộng và thoải mái, có thiết kế cho những bé chơi trò chơi. Thì nếu mà các bạn nào mà có gia đình mà ở gần đây á, có thể đến đây bây giờ mình uống cà phê và mình thoải mái khỏi phải giữ trẻ. Không chứ hết trơn rồi mấy này nó quýnh không nha. Mỗi đứa phải có một chữ ký cho tôi mới được nha. Rồi, ăn xong mình có chữ ký luôn rồi thấy không? Ở đây đi không mưa. Cũng được đó, cũng này có hết. Trời ơi, có gì liền giả sạch chữ đẹp nha. Không lắm mấy vậy? Chữ đẹp đó nha. Ok, tới Nguyên cho anh xin chữ ký luôn. Rồi, người đẹp cái chữ ký cho đẹp ạ. Cái đẹp nha, cái này ngày mai là tôi đưa lên báo chân đó nha. Báo. Đứa nào mà với chữ xấu là ngày mai là bị phạt đấy. Ok, cảm ơn em. Ủa sao nói với chữ xấu vậy ạ? Không ký mà. Cũng nhiều đó anh. Nói chứ cũng đẹp hơn anh. Anh biết là chữ không đọc được. Đây thì cũng ở đây nói chung là ở đây chơi không gian rất là thoải mái luôn các bạn. Không gian thoải mái rất là thoáng luôn. Có thể là có gia đình thì dắt bé đến đây chơi thì khỏi phải giữ luôn, tại vì các bốn bên thì có hàng rào rất là thoải mái. Thì ban đêm thì rất là đẹp luôn nha quý vị. Ở trên thì có thiết kế, anh Ba Phải thiết kế một cái cây bắn pháo bông cao tầm 16 mét. Đó, quý vị, đó bắn rất là đẹp luôn. Đến đây vừa uống cà phê mà vừa chơi thoải mái luôn.
chung là hôm nay cũng khá là đông khách đến, mỗi bàn cũng đều có, rồi có các fan đi đến nữa kìa. Có những fan đi đến đây để tham dự uống phê ủng hộ, và có các món ăn luôn nghe quý vị, có ăn uống đầy đủ. Thiết kế rất là đầu tư, anh đầu tư rất là kỹ luôn, đèn chớp rồi đèn led rồi cả pháo bông luôn. Đây các idol đang order cho Triệu Khánh Duy rồi đó. Đây là cái nơi mà anh Ba Phải thiết kế riêng để dùng cho những idol tự pha chế, cho những bạn nào mà cần pha chế thì tự các bạn lợi thích idol nào pha chế thì sẽ pha chế theo nhu cầu của các bạn luôn nha. Đó. Có anh hai đó, anh hai vlog luôn các bạn. Anh muốn dùng gì không anh? Hả? Anh có muốn dùng đá bào hay là trái cây gì không anh? Thì nãy giờ thì để lâu. Để lâu phải không? Dạ. Thì cho anh thử một cái món gì mà ngon nhất hiện tại giờ đi. À, món ngon nhất hả? Ừ. Mà anh thấy món nào cũng ngon. Món nào cũng ngon chứ hả? Dạ. Thì đại diện một cái món nào đi cho anh thử ra. Đại diện hả? Ừ. Thôi trái cây hả anh? Rồi trái cây đi. Rồi cho một phần trái cây anh. Mình sẽ thử và test thử rồi những idol này pha chế như thế nào có ngon hay không bạn. Okay. Cái tấm hình đi. Rồi idol quá. Ok các bạn, hôm nay thì mình đi xuống dưới Triệu Khánh Duy, mình sẽ vô cái quán anh Ba Phải, và nghe nói là ở đây là có các idol mình sẽ phục vụ tặng tay quý khách nào muốn cần, thì idol nào pha thì những idol đó sẽ pha cho mình. Hôm nay thì mình hãy thử coi idol thật rẻ đi pha cho mình thử coi một cái món đặc biệt ở đây coi như thế nào nghe quý vị. Cháu thấy tay rung chứ à. em này là tên gì vậy? Nhân áo, nhân áo. 2000 years later. Ok các bạn ơi, nãy giờ mình đợi lâu rồi giờ. Rồi chưa nói với ký mà có liền luôn rồi. Hôm nay là cái món này rất là đặc biệt luôn nha quý vị. Dạ chú ăn ngon miệng. Rồi cảm ơn mấy đứa nha. Dạ. Này thấy quay gần lại coi cái món này nó như thế nào. Các bạn cho cảm nghĩ nha, chứ thấy màu sắc bên ngoài thì rất là đẹp luôn mà không biết ăn sao nha. Để thử coi. Béo béo. Có lý á. Cái này nó làm bao nhiêu món trai? Cái này có bơ nè, mít nè. Rồi nhãn nè. Có dưa hấu nữa đúng không? Dạ, có lông rồi đó. Ủa lý á, nói chung là ngon.
Dạ như món này mình ăn không hết rồi mình bỏ cái bọc đem về được không? Cái đó thì con không biết nha. Còn món này là món gì đây? Đây là thanh long các bạn. Thanh long đỏ rất là ngon nha. Rất là ngon. Sẵn. Mình thử miếng nước rồi nó như thế nào. Nãy mình dễ làm thôi. Được. 9 điểm. Với vô được 10 điểm. Rồi đây là có các cái cây như là mít các bạn. Mít rất là giòn. Cái món này mình gọi tên là gì à? Dạ cái này là để nhớ lại đây. À cái này là trái cây dầm. Trái cây dầm hả? Dạ tại thật nó làm nhiều thứ quá thấy lộn xộn nên con không biết trái cây dầm là gì luôn. Thì khá là nhiều món luôn. Có cái này là bơ, dưa hấu và thanh long. Có cái nhãn luôn á. Cái nhà ơi mà liệt cộng thêm điểm nữa điểm biết không đẹp. Điểm cộng là điểm gì biết không, nhiệt tình quá cộng thêm điểm rồi. Còn cảm ơn các bạn nha.